Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món chả chay người, chả chay sốt cà gió người, chả chay chiên sốt cà gió người, như chả chay xào củ kẹo người, cải sáu bón chua ngọt người, như đậu bắp người, đậu bắp luộc người, như kho cá gập người, cá đường xéo người, đường xéo chay người, nước chấm có từng hộp người, như nước tương chanh ớt rồi, nước mắm màng rồi, mắm chanh tỏi ớt rồi, tráng miệng có xài rồi, xài chín rồi, dưa chuối rồi, chuối cao, nước uống có trà đá rồi, trà phổ nhĩ rồi. Đây mọi người, chả cá rồi, chả cá ơi, chả chay rồi, chả chay chiên sốt cà gió, chả chay. Đậu bắp người, đậu bắp luộc người. Xài người, xài chín người. Cơm người. Chú cao người, này chú cao, chú chín người, chú chín chú cao. Chợ chín. Ly trà đá người. Chà đá chà chà cũng nhảy luôn nè. Cải sáu bấu rồi, cải sáu bấu chua ngọt luôn rồi. Khô luôn rồi, khô cá gập luôn rồi, cá đừng xé chai luôn rồi. Chả chay luôn rồi, chả chay xào củ kẹo luôn rồi. Từng hộp thôi. Nước mắm mặn thôi. Từng ớt rồi. Nước tương chanh ớt rồi. Chén không rồi, không đường xương, đường tương cái chén đường xương. Muỗng rồi, muỗng dài rồi. Dài lâu rồi, quên cái đổ luôn rồi. Đổ luôn rồi. Mở gió cho nó mát mát luôn rồi. Cơm mọi người, cơm thôi. Đổ tay xíu một tí luôn. Đúng không ạ? Từng hộp luôn rồi, nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua rồi, đúng không ạ? Cho có đã thêm miếng chanh đúng rồi, dặn cái viên mặn nó lên luôn rồi, nên hộp nó sẽ chua chua xíu luôn rồi, chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Cái sao bấu nó cứ giờ mà nó không có gặp luôn à. Tính ngon mà mới chiên luôn à, giờ ngon.
Ngon quá. Nên cần gió tranh thủ ăn mà đợi không, nhiều khi nó bị hôi gió mà. Tương hợp này khử không mà, cái tương hợp ăn mà không khử nó mặn chát không mà. Cảm giác cù kèo chấm nước tương ăn hợp hơn mà. Nhưng mà tùy khẩu vị mọi người mà, cách nào chấm đó mà làm được. Tương mắm được. Tô bắp cháy này già mà, già già mà. Là bên đầu bếp chấm tầng hộp ăn đúng bàn đúng không, kiểu món lộ không à, chấm tầng hộp không à, ăn hết sảy không à. Cô ấy tôi có gặp đúng ngon mà, nó giòn mà, cô đừng xém mà.
ngon rồi. Xa này lạc luôn rồi. Cái này ăn cơm nó hơi bị nhiều luôn. Chắc do thấy nó dễ đói hơn rồi. Chút. Con cái luôn à. À, cơm ngon rồi. Cái món à, chả chiên luôn à. À, sốt cà gió này ăn ngon rồi, chưa ăn thì đúng ngon rồi. Cái chiều cái nó có món nó hơi nguội xíu rồi, với lại cà gió nó để nó dễ bị hư gió rồi nó sắp có mùi, kiểu nói chung nó chưa ấy mà, nhưng mà kiểu nó nguội vậy đó, nó ăn ấy ha, cũng ngon nhưng mà kiểu hồi trưa không rồi, hồi trưa kiểu nóng nó ấy ăn ngon hơn rồi, vẫn ngon, nói chung là món này vẫn ngon. Còn cái cu kiều xào với chả chay thì ăn được rồi, ăn ngon, kiểu có cu kiều nó dùng dọn rồi, ăn ngon rồi. Còn đậu bắp thì người đậu bắp lột mà đậu bắp chấm tương hột này mà ăn nó sảy mà cái uống là tương hột phải khử mà khử dầu này kia, dầu tỏi này kia ấy, đường bột ngọt này kia vô mà này có dằn miếng chanh nhưng mà kiểu cho nó dằn cái gì chua mà ăn nó sẽ có hột chua mà, còn nếu mà không có dằn thì cái gì nó khác luôn mà. Rồi khô cá gọc này, khô đường xé này ăn ngon rồi, nó giòn ngon, bơ chiên rồi đúng không, cây cà sao báu thì nó chua chua ngọt ngọt rồi, mới nặng chanh vô người cho nó hành chua, nếu mà thấm thì nó sẽ chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Rồi xài thì nó hơi bị lạc rồi, xài lạc chuối cao thì ăn đúng ngon rồi, chuối chín luôn, chuối cao ăn đúng ngon thơm luôn rồi, ngon rồi, cơm ngon rồi. À, chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.